cái cách thức để điều trị u tuyến giáp lành tính như nào và có bao nhiêu phương pháp để điều trị các u tuyến giáp lành tính. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Thái, chuyên khoa ung bướu, hiện đang công tác tại Viện Y học Phóng xạ Ung bướu Quân đội. Thì các cái video trước đây thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn về những cái lý thuyết về các bệnh lý ung thư tuyến giáp và các bệnh lý u tuyến giáp lành tính. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách thức để điều trị u tuyến giáp lành tính như nào và có bao nhiêu phương pháp để điều trị các u tuyến giáp lành tính. Nhưng mà trong video này thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn cho các bạn là về các phương pháp về phẫu thuật u tuyến giáp lành tính. Thì trong các bệnh lý về u tuyến giáp lành tính thì có thứ nhất là u đơn nhân, thứ hai là u đa nhân, cái thứ ba là nang tuyến giáp, thì cũng được xếp là những cái khối u tuyến giáp lành tính. Thì phương pháp phẫu thuật của nó là có, hiện nay thì có 3 phương pháp phẫu thuật để điều trị u tuyến giáp lành tính. Cái thứ nhất là mổ mở. Như các bạn biết rồi, mổ mở thì các bạn sẽ thấy, thi thoảng các bạn sẽ thấy những cái người bệnh, người ta sẽ có một cái vết mổ ở dưới da như này, ở ngoài da như này, người ta gọi là nếp nằn cổ, nằn cổ. Thì đấy, cái đấy thì nhìn là các bạn đã biết là bệnh nhân này vừa được phẫu thuật tuyến giáp rồi. Hoặc là những cái vết mổ nó hơi mờ mờ, tức là đã qua một thời gian tương đối lâu, thường là sau 6 tháng thì những vết mổ nó mờ mờ, nhưng mà các bạn vẫn để ý là sẽ vẫn nhìn thấy một cái vết mổ như thế. Như thế thì người ta gọi là mổ mở. Tức là mổ mở thì mình sẽ rạch trực tiếp vào vị trí khối u và qua các cái lớp giải phẫu bóc tách được toàn bộ tuyến giáp. Nếu mà u đơn nhân thì thường là bác sĩ sẽ cắt một thùy để chứa cái u đấy. Tại sao lại cắt một thùy mà người ta không bóc mỗi cái u thôi? Vì bóc u thì nó dễ hơn so với chuyện là mình phải cắt cái thùy tuyến giáp. Mình cắt thùy tuyến giáp thì mặt sau của cái tuyến giáp thường nó sẽ có cái dây thần kinh, nên thường bác sĩ sẽ phải mổ, sẽ phải tránh nó. Nhưng mà tại sao mà mình lại không bóc nó cho nó dễ và nó đỡ nguy hiểm mà mình lại phải bắt buộc mình cắt thùy? Bởi vì sao? Bởi vì là người ta tránh cái tình huống là sau khi mình bóc cái u ra rồi thì cái phần còn lại nó cũng lại, sau một quá trình thời gian sau nó lại tái phát, nó có u, thì lúc đấy mổ nó sẽ rất là nguy hiểm, và cái nguy cơ mất an toàn cũng như là những cái biến chứng để tổn thương thần kinh hoặc là tuyến cận giáp hoặc những cái khu vực xung quanh thì nó sẽ nhiều hơn. Bởi vì lúc đấy là nếu mà cái vị trí mổ nó đã bị dính rất là nhiều, thì đấy là lý do mà tại sao bệnh nhân người ta sẽ không, bác sĩ sẽ không bóc cho bệnh nhân mà sẽ thường là cắt thùy. Cái trường hợp thứ hai là nang tuyến giáp. Có những cái nang thì nang giả và nang thật. Đấy, thì cái này thì nếu nang giả thì, hoặc là những trường hợp mà nang giả, nang thật ấy, thì trước đây là các bác sĩ cũng có thể là tiêm cồn. Đấy, tiêm cồn tuyệt đối vào của cái khối u đấy để cho cái vỏ của cái nang nó chết và nó không gây tiết dịch, thì cái nang đấy cũng có thể nó khỏi. Đấy, và tiêm một số thuốc nữa. Nhưng cái biện pháp đấy thì nó thường nó rất là đau, và thường bây giờ bác sĩ sẽ lựa chọn cho các bạn là mổ. Mổ cũng là một trong những giải pháp cũng tương đối là tốt để xử lý những cái nang đấy. Thì nếu mà một nang thôi thì mình có thể bóc được, nó khác với cả u, khác với nhân. Nang thì mình là có thể mình bóc được cái nang đấy và cũng không sợ nó tái phát. Vì khi nó tái phát thì nó cũng rất là chậm và cũng có thể nó cũng không có tái phát nữa. Thì trong trường hợp mà nang tuyến giáp thì mình sẽ phải bóc, mình chỉ cần thiết là mình bóc thôi. Chỉ coi là trong cái tình huống thứ ba là bướu giáp đa nhân, tức là có rất là nhiều nhân. Thì tình huống này thì bệnh nhân nên cắt toàn bộ tuyến giáp, tức là cắt và không để lại bất kỳ một cái thành phần nào của tuyến giáp. Tuyến giáp nó hay có một cái rất là nhỏ, nó gọi là thùy tháp, nó chui lên trên cái cổ trên cao này. Thì rất là nhiều bác sĩ bỏ sót cái thùy tháp đấy, và sau này cắt toàn bộ tuyến giáp xong thì bệnh nhân vẫn có thể bị tái phát bình thường. Thì đấy là phương pháp mổ mở. Cái phương pháp mổ thứ hai là mổ nội soi. Trong phẫu thuật nội soi tuyến giáp thì hiện tại
Nó phổ biến là có hai kỹ thuật. Một là kỹ thuật đi đường nách. Đây là một trong kỹ thuật của giáo sư Lương, giám đốc bệnh viện nội tiết cũ. Thầy đã sáng tạo ra cái phương pháp mổ nội soi qua tuyến giáp qua đường nách. Thì nó làm cho cái cuộc mổ tuyến giáp nó, đây là một cái phương pháp mà nó làm cho cái phẫu thuật nội soi tuyến giáp nó được thực hiện một cách rất là dễ dàng. Và bác sĩ khắp nơi trên thế giới là về Việt Nam để học cái kỹ thuật này. Thì đây là một cái kỹ thuật cực kỳ là ưu việt. Về cái trường mổ và cái động tác, cái những cái dụng cụ để đưa vào phẫu thuật nó rất là thoải mái và nó không bị vướng víu. Thì đây là một trong những cái mà thực sự là mình đánh giá rất là cao cái phương pháp này, và mình cũng là một trong những người đến với giáo sư Lương để học cái phương pháp này từ khá lâu rồi. Còn cái một cái phương pháp mổ nội soi nữa mà cũng hiện nay thì cũng đã được áp dụng, mà chủ yếu được áp dụng ở bệnh viện cao trung ương và bệnh viện đại học y. Thì đây là một cái kỹ thuật mà cả hai cái đơn vị này người ta rất thích thực hiện theo cái phương pháp mổ nội soi đó. Đó là mổ nội soi qua tiền đình sàn miệng. Đấy, thì đây là một trong những cái phương pháp mổ cũng khá là mới, và nó xuất phát từ một bác sĩ ở người Hàn Quốc. Sau đó thì các nước xung quanh, các nước châu Á cũng sang học rất là nhiều. Thì đây cũng là một trong những cái mổ cũng rất là ưu việt, bởi vì đường mổ được giấu kín ở sau cái môi dưới của mình. Thì, nhưng mà nó cũng có những cái đặc điểm khác, đó là khi mổ cái nội soi qua đường miệng này thì chẳng hạn như có những cái khối hạch mà mình nghi ngờ ở vùng dưới cổ sâu này thì mình cũng có thể lấy được. Thì đấy là cũng là một cái, đây cũng là một trong những cái phương pháp mổ cũng rất là hay. Thì hiện tại thì bác sĩ Thái cũng đã thực hiện được cả hai cái phương pháp này. Còn một cái phương pháp phẫu thuật nữa mà hiện nay cũng đã được áp dụng nhưng mà nó không phổ biến lắm, đó là mổ bằng robot. Thì đây là cũng là một trong những cái tiến bộ của y học, và người ta cũng đã ứng dụng robot trong phẫu thuật. Nhưng mà trong phẫu thuật tuyến giáp thì thực ra là nó cũng ít thôi, nhưng mà cũng đã có những đơn vị người ta thực hiện. Vì tại sao nó không phổ biến? Bởi vì là mổ cái bằng robot thì nó quá là đắt so với cả những cái phương pháp khác, và nó cũng cái ưu việt của nó không hơn được nhiều. Chính vì thế mà cái phương pháp này nó không được phổ biến. Thì trên đây là những cái phương pháp phẫu thuật để điều trị các bệnh lý tuyến giáp lành tính. Thì mình cũng đã chia sẻ cho bạn cũng khá là đầy đủ về cái phương pháp phẫu thuật về bệnh lý u tuyến giáp lành tính ở video này. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.